với tinh thần quyết tâm rất cao thì các bạn lần đầu tiên đi ra một sân lớn như vậy, nhưng mà thật sự rất là phải khâm phục các bạn. Thi đấu rất là tuyệt vời với những cái đội thực sự chuyên nghiệp. Vì bọn em là sinh viên UDA, không thể khuất phục được. Cộng hơn! Khó tả, rất là hạnh phúc. Bọn em sẽ tập luyện là một cách rất là nghiêm ngặt, khắt khe và để chuẩn bị một trận chung kết quốc gia tốt nhất.